Vân đang ở vườn bí sợi mì giai đoạn 20 ngày sau trồng ở Lâm Hà. Cây ở giai đoạn này thì nó đang vào khoảng là 12 đến 13 lá rồi. Tuy nhiên cái việc mà có cái bông hoa cái đầu tiên trên cây thì nó khá là chậm. Hầu hết các cây là chưa có, chỉ có một vài cây là có thôi. Ví dụ như cái cây này thì đang có rồi nè. Và nó đang nằm ở cái nách lá thứ 13 của cây luôn. Khá là trễ ha. Mình nghĩ rằng là đây là vào cái thời điểm mà mưa dầm. Mùa mưa như thế này kéo dài thì làm cho cái việc mà tạo ra cái hoa cái nó hơi chậm trễ. So với cái vụ trước nó có cái bầu noãn của nó này. Hoa đực thì sẽ không có cái bầu noãn này. Thì đây là những cái hoa đực. Đó, hoa đực. Thì chắc chắn là đối với những cái cây như thế này thì vào cái thời điểm mà hoa cái nó nở thì hoa đực cũng chưa nở. Thì khi đó là những cái hoa cái đầu tiên của cây này coi như là không được thụ. Cái bông này sẽ không được phát triển đâu. Nó sẽ bị teo và rụng đó. Vì thế để những cái hoa cái đầu tiên trên cây mà nó có hoa đực để mà thụ á, để nó phát triển được thì nên trồng trước một số cây. Trong mình thì nó phải bạn chỉ cần trồng khoảng là 1/10 đến 1/15 tổng số cây trong vườn là đủ rồi. Bạn trồng đó xong rồi 7 đến 10 ngày sau bạn hãy trồng những số cây còn lại. Thì những số cây còn lại nó lên sau khi là nó có cái hoa cái này nó chuẩn bị nở rồi thì những cái cây trồng trước nó sẽ có hoa đực. Nó nở coi như gần như cùng ngày thì bạn hãy để bạn có thể là bạn thụ phấn cho nó được ha. Còn những cái cây như thế này bởi vì cái vườn này không có trồng trước nên những cái hoa này chắc chắn sẽ không có hoa đực để thụ đâu. Vậy thôi, đây là những cái lưu ý của mình trong cái giai đoạn cây như thế này.